Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, chúng ta đang sống trong thời đại 4.0, có các phương tiện truyền thông xã hội chẳng hạn như là Facebook nè, YouTube nè, Twitter nè và rất nhiều loại phương tiện xã hội khác. Thì một trong những phương tiện xã hội đó là Facebook, mà lúc này Facebook là chúng ta sử dụng rất là nhiều bởi vì cái sự tiện dụng của Facebook. Nhưng bên cạnh đó, Facebook cũng có nhiều phiền toái, đó là có nhiều người lợi dụng cái sự lợi ích của nó, tiện lợi của nó, đã hack nhiều trang Facebook, lấy hình của những cá nhân đó rồi up lên những cái trang Facebook riêng, đặt với những tên riêng. Chẳng hạn, gần đây có một linh mục tên là Pietro Nguyễn Phương đã đăng tải một thông tin về trang Facebook của mình, đó là: thân gửi đến anh chị em, xin thông báo tôi chỉ có duy nhất một tài khoản Facebook và đó là tài khoản tôi đang sử dụng đây. Tuy nhiên, có người nào đó đã lấy cắp hình ảnh của tôi và tạo tài khoản giả mạo. Vì vậy, tôi muốn cảnh báo anh chị em về tài khoản giả mạo Nguyễn Ngọc Duy và những tài khoản khác giả mạo khác. Nếu anh chị em nhận được lời kết bạn từ những tài khoản giả mạo này thì đó không phải là tôi. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào từ các tài khoản giả mạo này. Và tôi rất cảm ơn bất kỳ ai giúp tôi báo cáo với Facebook về các tài khoản giả mạo. Kính thưa quý vị và anh chị em, bây giờ người ta, những cái tay mà hay giả mạo, họ luôn luôn lấy những cái hình ảnh của các linh mục, của các bậc đáng kính, những vị mà có uy tín trong xã hội. Và họ lấy những cái hình đó, họ up lên những cái trang Facebook riêng và tạo một cái tên khác. Và chúng ta thì lại không biết về linh mục đó. Thì khi vào kết bạn, chúng ta lại nhìn vào những hình ảnh đó và rơi vào cái bẫy của những người lập nick giả như vậy. Thì sau khi họ lập nick giả thì mục tiêu của họ là đó là chính là bóp tiền của chúng ta. Họ muốn lấy tiền của chúng ta bằng cách là mượn tiền, rồi chuyển khoản, rồi đưa những hình ảnh người bệnh hay là đưa những biến cố này kia để có thể lấy tiền, hoặc nguy cơ hơn đó là họ ăn cắp tài khoản của chúng ta. Thì đây là những cái hiện tượng đang rất là rầm rộ, và trong tương lai nó sẽ không dừng lại. Và đây là một trong những rất rất nhiều trường hợp các linh mục, các tu sĩ đã rơi vào trong cái tình trạng đó là bị lấy hình ảnh rồi đăng lên những cái tài khoản Facebook khác, rồi lập cái tên khác, rồi đi kết bạn, rồi kết quả là chúng ta bị lừa và chúng ta bị mất tiền. Khi một ai muốn kết bạn với chúng ta hay chúng ta muốn kết bạn với ai đó thì chúng ta phải thật sự hết sức cẩn thận trong cái thời đại 4.0 này. Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em để quý vị hết sức cẩn trọng trong vấn đề sử dụng các trang mạng xã hội. Quang Hải xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành